tới anh em mẫu ống nhòm giá rẻ bình dân mẫu Eki HD Dream đây là mẫu nhòm có thông số là 10 x 42 với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé 1 triệu 500 nghìn đồng bao ship về tận nơi cho các anh em và được bảo hành đến 2 năm chống nước tuyệt đối cho anh em khi sử dụng với ống nhòm HD Dream thì với thông số của em này là 10 x 42 và trường của em này sẽ là 6 độ 6 độ và vật kính của em này là 42mm anh em nhé từ kính 42 mm kính full HD xanh Đó, kính màu xanh xanh ngọc nữa đấy, như anh em đang xem ở trên màn hình và sẽ chống nước tuyệt đối cho anh em khi sử dụng với bộ nhòm này anh em có hỏi là Trời sinh ra chiếc hồng, người hai bên nước giữa dòng, tình này đục trong vẫn người. đọc cuối nước năng, dòng sông bên rồi anh em có đã xem được một đoạn video mà shop mình đã test thực tế và đây là mẫu dòm nhòm giá rẻ nhất của hãng EK để cho anh em tập chơi cũng như là anh em mới vào nghề và với cái anh em điều kiện kinh tế còn vẫn còn đang eo hẹp thì anh em vẫn sắm sửa bộ này về để có săn ong cũng rất là ok và ngoài săn ong ra anh em có thể đi du lịch thể thao ra ngoại, rồi câu cá hoặc là đi uh, săn chim hoặc là đi uh, tầm lan rừng. Chung tất mẫu nhòm này sẽ là mẫu nhòm đa năng, đa năng đa năng và ống nhòm uh, soi ban ngày anh em nhé. Ống nhòm soi, soi ban ngày hoặc buổi tối thì nếu như có anh điện, anh điện hoặc là anh, anh Sang yếu anh em vẫn soi được bình thường. Với em này thì công mắt sẽ có hai nấc, một và hai và bên uh, cạnh đây thì nó uh, cạnh đây thì uh, của cái điốt vòng tròn to này thì để anh em nào uh, mà uh, sử dụng cho các anh em là mắt yếu này mắt cận thì anh em có thể hỗ trợ thêm ở cái này còn là hai mắt không đồng đều uh, rõ nét không đồng đều anh em có thể là sẽ dụng thêm ở đây đó và chính giữa đây là con lăn lấy nét và con lăn lấy nét này sẽ lấy nét đều cho cả hai bên và lấy nét nhạy luôn anh em nhé lấy nét ở uh, anh em nhìn đối tượng xa anh em quay về bên trái còn anh em lấy uh, xoay về đối tượng ở gần anh em quay về bên phải đó như thế và xoay từng y một anh em xoay gg từng y một nó sẽ cũng cái con năn này lấy nét rất là rất là nhạy anh em nhé nên anh em đừng lấy quá quá tay như này hoặc là vặn quá nhanh như này nó sẽ trôi mất cái, cái cái, cái điểm nét tốt nhất có thể anh em xem Mẫu nhòm này thì nó sẽ trọng lượng của nó là 600 g một trọng lượng rất là nhẹ và ống đốt thẳng khi anh em mang đi theo nó rất là tiện dụng, tiện dụng và rất là gọn nhẹ. Các phụ kiện đi kèm theo sẽ có nắp đậy vật kính này, đó. Và nắp đậy thị kính như trên màn hình anh em xem đây, nó là nắp liền. Và có một uh, túi giấy uh, khăn lau và quay đeo à túi đeo. Túi để đựng ống uh, nhòm thì có cả khăn uh, có cả quay đeo đây cho anh em. Anh em có thể đeo ở cổ vai hoặc là anh em có thể uh, để ở thắt lưng. Đấy luôn qua thắt lưng đây anh em đeo ở sườn eo của mình. Đó. Và đầy đủ các phụ kiện cho anh em như vậy thì uh, số em sẽ ship COD toàn quốc và bao anh em kiểm tra trước khi thanh toán một video rất ngắn xin dừng tới đây anh em nào uh, lần đầu tiên qua kênh xem video uh, được video này thì cho em ủng hộ em Giúp uh, em uh, một lượt uh, chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký kênh cảm ơn các anh em đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video sau